Đường sắt Cát Linh Hà Đông bắt đầu 20 ngày chạy thử với tần suất như là khai thác thương mại để nghiệm thu. Trong giai đoạn 20 ngày chạy thử tính từ ngày 28 tháng 10, các nhà ga đều có nhân viên trực tại phòng điều khiển và phòng bán vé. Các bảng điện tử loa phát thanh hoạt động để hướng dẫn người đi tàu. Mỗi ngày có từ 6 đến 9 đoàn tàu vận hành liên tục trên tuyến. 20 ngày này sẽ kiểm chứng độ an toàn hệ thống và năng lực vận hành của toàn bộ nhân viên. Đây là khâu bắt buộc trong quá trình nghiệm thu. Trước đó, dự án đã vận hành thử toàn hệ thống với sự giám sát của các chuyên gia Trung Quốc thuộc công ty Metro Thẩm Quyến. Lần này, toàn bộ việc vận hành dự án do nhân viên người Việt Nam thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn đường sắt Hà Nội, Metro Hà Nội thực hiện. Sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử ông Đinh Bằng Mỹ, 58 tuổi, cựu hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Thanh Sơn về các tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và dâm ô với người dưới 16 tuổi. Phiên tòa xét xử kín theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự nên ngoài hội đồng xét xử, chỉ luật sư và đại diện gia đình các nạn nhân được tham dự. Phần tuyên án diễn ra công khai. Theo hồ sơ tố tụng, thì trong thời gian làm hiệu trưởng từ cuối năm 2016 đến hết tháng 12 năm 2018, ông My đã nhiều lần gọi các nam sinh khối 7-8-9 lên phòng riêng và có hành vi xâm hại bộ phận sinh dục các nam sinh. Ông My còn yêu cầu học sinh có hành vi tương tự vào bộ phận sinh dục của mình để thỏa mãn dục vọng.